Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 18 tháng 12, lễ kính trên phước Anthony Grassi. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý vị nghe hạnh tích của chân phước Anthony Grassi với giọng đọc của Teresa Mai Phương. Chân phước Anthony Grassi từ năm 1592 đến năm 1671. Anthony mồ côi cha khi lên 10 tuổi, nhưng ngài đã học được nơi cha sự sùng kính Đức Mẹ Loreto. Khi còn là học sinh trung học, ngài thường đến nhà thờ của các cha Oratorian và gia nhập dòng này khi mới 17 tuổi. Từng nổi tiếng là một học sinh giỏi, nên không bao lâu, ngài được mệnh danh là cuốn tự điển sống trong cộng đồng tu sĩ. Ngài có thể hiểu kinh thánh và thần học cách mau chóng. Trong một thời gian, ngài bị dằn vặt bởi sự quá đắn đo, cân nhắc. Nhưng cho đến khi cử hành thánh lễ đầu tiên, sự bình thản đã chiếm ngự toàn thể con người ngài. Vào năm 1621, khi 29 tuổi, Anthony bị sát đánh khi đang cầu nguyện trong nhà thờ ở Loreto. Ngài được đưa vào bệnh viện và ai cũng nghĩ là ngài sẽ chết. Một vài ngày sau, khi tỉnh dậy, ngài nhận ra rằng căn bệnh đau bao tử dai dẳng của ngài đã biến mất. Quần áo cháy nám của ngài được tặng cho nhà thờ Loreto như một kỷ niệm biến cố lớn trong đời. Quan trọng hơn nữa, ngài cảm thấy cuộc đời mình lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa. Sau đó, hàng năm, ngài đều hành hương đến Loreto để dâng lời cảm tạ. Ngài cũng nổi tiếng là cha giải tội đơn sơ và thẳng thắn, lắng nghe người xưng tội và chỉ bảo họ sống phù hợp với lương tâm. Năm 1635, ngài được chọn làm bề trên tu viện Fermo và được tái đắc cử nhiều nhiệm kỳ cho đến khi ngài qua đời. Ngài là vị bề trên trầm lặng và hiền từ, không biết thế nào là khắt khe. Nhưng quy luật của dòng luôn được ngài duy trì và buộc mọi tu sĩ phải tôn trọng. Ngài từ chối các chức vụ dân sự ở ngoài xã hội và dùng thời giờ để đi thăm người đau yếu, người hấp hối hay bất cứ ai cần đến sự giúp đỡ của ngài. Khi về già, ngài được Chúa ban cho ơn nhận biết tương lai, là một ơn sủng ngài dùng để cảnh giác hay khuyên bảo người khác. Nhưng tuổi tác cũng đem lại nhiều thử thách. Ngài phải chấp nhận sự mất mát các khả năng bên ngoài. Trước hết là khả năng rao giảng, là điều đương nhiên xảy đến khi ngài bị rụng răng. Sau đó, ngài không còn nghe xưng tội được nữa. Sau cùng, sau một lần bị ngã, ngài phải nằm liệt giường. Chính Đức Tổng Giám Mục phải đến ban mình thánh cho ngài hàng ngày. Một trong những công việc sau cùng của ngài là hòa giải được sự tranh cãi kịch liệt giữa hai thầy dòng. Ngài đã gọi tôi đi theo chân ngài về bên nguồn suối,
tôi chưa biết nói năng gì. Tôi hay còn khờ dại để thấu ân tình Ngài ban trao dành cho tôi. Tôi hát ca khen Ngài, tình Chúa yêu tôi cao thắm vời vợi. Tôi sung sướng hân hoan reo mừng ca khen buồn nhìn đến Chúa tôi ngay vì Chúa chết chỉ vì yêu thương. Tôi hát ca khen Ngài vì Chúa yêu tôi cao thắm vời vợi. Tôi sung sướng hân hoan